Xin chào tất cả các bạn. Như lời đã hứa với tất cả các bạn thì hướng dẫn các bạn làm một bài môi câu rô phí đi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một bài môi câu rô phí ủ chua các bạn nhé. Để càng lâu càng ngon và các bạn có thể câu được quanh năm suốt tháng luôn, áp dụng cho 4 mùa luôn các bạn nhé. Đầu tiên các bạn sử dụng cho mình hai gói môi câu tánh rô phí các bạn này, của hãng môi câu Phú Thanh các bạn nhé. Đấy, gói môi câu rô phí. Các bạn có thể làm một gói cũng được hoặc là hai gói các bạn nhé. Mình cấu nhiều thì mình làm nhiều. Tiếp đến các bạn sử dụng cho mình một gói thính đỏ của Hùng Vương hoặc là gói môi Đức Sơn số 2. Hai cái gói này để làm tàu màu các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng Hùng Vương các bạn nhé. Tiếp đến các bạn sử dụng cho mình một bát hem rượu. Đấy là cái hem rượu mà khi chúng ta nấu rượu xong còn cái bã này đấy. Đấy chính là cái hỗn hợp đấy. Ta sẽ đảo đều. Ở trong cái môi này nó đã có chất tàu dẻo rồi nên các bạn không cần phải cho một cái gì để tàu dẻo vào các bạn nhé. Từ nó sẽ dẻo các bạn nhé. Đó, chúng ta cứ thêm cho nó vừa là được. Cái này các bạn chỉ cần ủ quá một đêm thôi là nó đã chua rồi các bạn nhé. Các bạn có thể thấy thế từ cảm từ cái gọi mấy gọi tánh rô phí thanh cảm cá cũng được các bạn nhé. Và cái không thể thiếu đó chính là cái Đức Sơn số 2 và bột tàu dẻo để tàu mau các bạn nhé. Sau khi đã trộn xong rồi thì các bạn sẽ cho vào một cái túi bóng và bịt kín lại các bạn nhé, không cho không khí vào các bạn nhé. Các bạn để càng lâu càng ngon. Ok, mình chúc tất cả các bạn luôn luôn thành công. Chào các bạn.